Em là Tuấn Bắc Cạn. Hôm nay em tiếp tục về mặt hàng mới. Đây là một loại gọi là, đây là cát Millicam các bạn. Bông rất là khá là to và cái màu cam này nhìn nó ấn tượng lắm. Đây là một màu mới. Cái này lại không phải là của Thái Lan các bạn. Cát này là của Đài Loan. Em bán thì hầu hết tất cả mặt hàng đều có mèo lụ các bạn. Đây. Đây là những cái mèo lụ của nó. Cát Millicam này trồng thuần từ bé tại Việt Nam các bạn này. Sử dụng có mỗi rốn cọng thôi. Có mỗi rốn cọng thả vào đây và cắm cái cát Millicam vào, thế là bón phân và chờ đợi nó ra hoa thế này. Thực sự là một điều tuyệt vời. Sang năm năm kia nữa nó sẽ cây nó sẽ to hơn và nó sẽ củ nó to hơn. Đây 100% đây, củ cát Millicam cũng rất là to, cũng to bằng ngón tay cái đấy. So với cát Thái thì cây cát mili này nó bé hơn. Nhưng mà để mà nói độ đẹp thì hai cái đều rất là đẹp. Đây là cây cát Thái. Cát Thái thì các bác thấy đấy, nên nó cây nó to hơn này. Đây. Đấy. Đây các bác này. Cát Thái bông nó to hơn. Bông nó to hơn đấy, các bác chọn màu nào cũng được. Đây là cát Thái này. Còn cát cam này. Cát cam này thì nó có hai cái lá các bác. Đây. Nó có hai cái lá. Em nhìn cái màu này mà mê thật, mê mẩn luôn đấy. Đặc biệt là rất là thơm đây. Cát cam này em bán là 130.000 một chậu. Còn cát Thái như này em cũng bán là 130.000 một chậu. Đấy là cát. Cái này trồng thuần tại Việt Nam cho nên các bác cứ để cả chậu này, cứ chăm nó lớn, mà thực ra thì chỉ việc tưới nước không phải làm gì hết. Cát nó rất là dễ chăm. Thế này. Ở đây chỉ có mỗi rốn cọng thôi và phân trì 14 13 13. Thế là ổn rồi. Rất đơn giản để trồng một chậu, nhìn thì đơn giản nhưng mà để mà trồng lên những cái chậu như này bán được ấy thì nó đòi hỏi là phải có đất rộng. Đất rộng và mình trồng nhiều, trồng số lượng lớn, xong rồi là lúc ra hoa thì nhìn phê lắm. Hôm nay em sẽ tập trung làm nhiều mặt hoàng hoa cát cho các bác để các có thể sưu tầm được nhiều màu cát đẹp. Hoa nở có thể quanh năm cho các bác. Còn hồ điệp này em bán là 130.000 một chậu. Đây, hồ điệp tím này, hồ điệp chấm bi này. Còn cát Thái thì em nhiều, cát Thái thì rất nhiều nhá. Số lượng cát Thái thì vô tội vạ luôn. Đây là đen Tô Xuân. Đấy, cát em về. Em chọn những cái cây có lụ các bác như này này, những cái lụ nhỏ này. Về các bác chơi Tết là vừa. Đấy. Để một cái chậu này trên bàn em thấy rất là sang trọng, lịch sự. Đấy, rất nhẹ nhàng. Vẻ đẹp mà đến đi em là người bán lan em còn mê những cái cát này. Thật không biết. Còn địa lan Thanh Ngọc. Thanh Ngọc, Hoàng Kim Bảo, Xích Ngọc các thứ. Thanh Ngọc thì Hoàng Kim Bảo thì em vẫn bán là 200 một chậu đây. 200 một chậu Hoàng Kim Bảo. Còn Thanh Ngọc thì bắt đầu lụ nó dài ra rồi. Thanh Ngọc lụ tương đối dài rồi đấy các bạn. Về phát là một thời gian nữa chơi Tết thôi đây. Chậu như này 8 thân này. Em bán 80.000 một thân Thanh Ngọc. Còn Hoàng Kim Bảo thì vẫn 200 thôi. Đây cứ 200 một chậu Hoàng Kim Bảo. Giá nó hết sức là mềm. Đây. Cây đứng gọn. À còn loại điện ăn Hoàng Vũ nữa em chưa buôn nhỉ. Chắc mấy nữa phải nhập với Hoàng Vũ về bán được quá. Hồ điệp lá biên thì em vẫn bán là 140 một chậu. Còn mãn thiên hồng thì em vẫn bán là 140. Đây là mãn thiên hồng. Kiếm xích ngọc trắng thì em bán là 500 một chậu. Hôm nay em về một loại địa lan nữa là địa lan mạc biên. Địa lan mạc biên thì giới thiệu các bác là đây là một cái dòng địa lan đây nhá. Đây là một dòng lan địa lan truyền thống của Việt Nam. Ở Việt Nam mình có 14 loại lan truyền thống. Nghĩa là từ rừng thuần hóa từ rất nhiều đời và bây giờ nó thành truyền thống. Đây là cái mọc viên này. Nụ nó đây. Nụ nó không phải là nó màu xanh vàng gì đâu. Mọc viên đặc biệt rất thơm. Cái bản lá của mọc biên đợt trước em bán Thanh Ngọc lá biên mà các bác bảo là sợ nhầm mọc biên, không phải đâu. Thanh Ngọc lá biên lá nó bé như này. Lá nó bé như Thanh Ngọc thường thôi. Còn mọc biên thì lá to này. Và có cái bộ lá rất đẹp. Đây, các bác nhìn cái bộ lá của mọc biên nó đặc biệt không? Nhìn này. Nói nó người ta gọi là vặn vỏ đỗ ấy. Đây các bác nhìn này. Đấy thế còn Thanh Ngọc thì nó không được vặn như thế. Thanh Ngọc nó chỉ vặn ở trên đầu thôi. Thanh Ngọc chỉ vặn tí trên đầu thôi, nó không thể đẹp, bộ lá nó không thể đẹp bằng mọc biên. Hoa của nó thơm cực, thơm luôn. Một chậu mọc biên này em bán có 180.000 thôi. Đấy các bác lấy em gửi hàng bưu điện.
Đây mạc biên nay số lượng em về cũng rất là nhiều. Đấy, 180.000 một chậu mạc biên. Giá hết sức là mềm cho các bác. Đây, mỗi chậu tầm 2 lụ. Đây mạc biên. Đây mạc biên nó như này các bác này. Mạc biên nghĩa là lá nó biên ở trên đầu. Cái bộ lá của nó rất đẹp bởi nó vặn vỏ đỗ theo các cụ chơi lá thì lá càng vặn như này thì càng đẹp. Đấy là các cụ chơi địa lan ấy. Đấy, nhìn lá của nó đã thấy ấn tượng, lá nó rất to nữa. Còn bên này là kiếm xanh thái. Kiếm xanh thái là em bán là 1 triệu một chậu 2 thân này. 1 chậu 3 thân là 1,5 triệu. Đấy, em có rất nhiều chậu đã thuần rồi. Đấy, 2 thân là 1 triệu, 3 thân là 1,5 triệu. Đấy, phổ biến mấy cái loại này các bác. Củ xanh thái khi nó trưởng thành các bác nhìn này. To gần bằng ngón tay luôn. Nhìn củ này đúng là vĩ đại thật. Lá nó không quá dài, đẹp, phải công nhận là cái củ xanh thái đẹp. Còn xanh Huế đây. Xanh Huế có đúng 1 thân này thôi các bác, em trồng vào đây thôi. Để dâm để cho tươi thì các bác nào có nhu cầu thì mua lấy. 5 triệu một chậu này. Xanh Huế là 5 triệu. Còn xanh Thái thì đằng sau xanh Huế là xanh Thái thì chỉ có 500 thôi các bác. Đấy, xanh Huế em bán em có chậu 5 thân thì em tách bán đi 4 thân rồi, còn có đúng thân này thôi. Còn kiếm vàng cánh bầu thì vẫn 300 một thân. Đây. Vàng cánh bầu Hải Phòng. Nên em về mấy loại đấy. Đây kiếm xích ngọc trồng theo kiểu như này. Đấy, nhà em đợt trước là một cái vườn cây giống, bây giờ em khử hết rồi. Bây giờ em cho thành địa lan mới kiếm hết nằm đây. Các loại cát và vũ lữ em cũng nhập về rất nhiều. Bên này là trầm rồng đỏ 200 một chậu. Có 200 một chậu trầm rồng đỏ đã thắt ngọn này. Còn đây vũ lữ. Vũ lữ này 70.000 một khóm. Vũ lữ này cách đây 2 tháng là có hoa, bây giờ vẫn có hoa. Thế sợ. Tôi còn giò cáo này bán 600 thôi. Cáo nguyên bản này 3 5 thân 600. Đây là kiếm số 3. Kiếm số 1 300. Kiếm số 3 cũng là 300. Kiếm số 1 số 3 em treo nhờ những cái góc kia lắm. Đây địa lan mạc viên đây về đây. Còn địa lan Trần Mộng thì vẫn 100 một cân. Hàng đang lụ. Đấy Trần Mộng Xuân. Đây Hoàng Kim Bảo em có còn rất nhiều. Nụ bắt đầu nó dài lên rồi. Đấy đây địa lan Hoàng Kim Bảo. Phi Diệp Tím hàng Lào em bán là 100 một chậu. Đây là hàng Lào. Có 100 một chậu thôi. Còn phi điệp trắng đài em bán 130. Bên này là đen rô màu em. Đấy đen rô màu một chậu như này các bác này 50.000 thôi. Đấy một chậu đen rô màu này 50.000. Tầm này nó bắt đầu rụng lá đây. Cái này nó chỉ cần đủ lá nó lại ra hoa tiếp này. Cái hay của nó này. Như cái này thế đủ lá nó lại ra hoa tiếp. Cho nên là chơi cái đen rô này là quanh năm. Cứ 3 tháng ra hoa lần. Người ta còn trồng cái đen rô này để cắt cái cành hoa để mang đi bán các bạn. Đây là đen rô màu. Còn chiếm trắng cánh bầu Thái Nguyên thì em trồng nốt chậu này. Mỗi thân duy nhất này em bán là 2,5 triệu này. Trắng cánh bầu Thái Nguyên. Mắt ngủ thứ vẫn còn đầy đủ. Trắng cánh bầu Thái Nguyên có nhé. Đây là khi gái nhảy này. Đấy nhảy 2,5 triệu này. Còn có 2 kỳ ám Nguyễn Đình Thành này. Đây 5 cành ám này chuột ăn này. Em bán 420 kỳ. Di Đình Xuân. Có nhìn Di Đình Xuân này 20 phân 200 một chậu Di Đình Xuân. Đấy chỉ trồng bằng vỏ thông thôi. Mỗi vỏ thông thôi. Không là bón phân bón lá các bạn. 200 một chậu thôi. Các loại vật tư thì vẫn có chuối hột rừng này. Chuối hột rừng 100 một cân này, quả sim khô này. Mật ong khoái này. Mật ong khoái 350 một lít này. Vật tư có lưới thái này. Là 1,3 triệu một cuộn. Bên trong này là lưới Nhật. Lưới Nhật này thì lưới Nhật này là khổ là 1,8 m, 5,1 m. Lưới Nhật này là 180 một tấm.
Còn dấn trụ là 15.000 một trụ. Móc inox này, lưới đại này. Rêu sâu là 3.000 một lạng. Còn vỏ thông Ochita này em bán là 45.000 một cân. Vỏ thông Ochita được mài cạnh sau đó là xử lý ngon lành hết cho chồng này. Chồng lan đột biến là tuyệt vời lắm các bạn. Còn rêu sâu này, rêu sâu đợt này đẹp hơn đợt trước này. Nó thành từng con sâu luôn. Rất là nhiều sâu đây. 300 một cân. 3.000 một lạng ạ. Túi lưới vàng. Túi lưới vàng một nắp chậu 100 một cân. Còn túi lưới trắng để nhồi phân 100 một cân. Nếu gặp các bác